Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Liam đã được hơn 5 tháng rồi, nên là mình tiếp tục cho con ăn dặm theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ. Liam đã ăn dặm từ lúc 4 tháng, nhưng mà lúc 4 tháng ấy thì Liam ngồi vẫn chưa được vững, nên là mình chưa có mua cái ghế ăn dặm cho con. Và bây giờ đến 5 tháng thì Liam đã ngồi rất là cứng cáp hơn rồi, nên là mình đã sắm cho con một cái ghế ăn dặm để con có thể ngồi đúng tư thế và dễ dàng cho việc ăn dặm hơn. Cứ mỗi lần mà mình đặt cái máy quay ở trước mặt con á, là con ngạc nhiên lắm, hai cái mắt mở to trợn trừng lên nhìn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu là mẹ đang làm gì đấy. Nhưng mà cái độ hóng hớt cao lắm, quay lại ngoái lại nhìn xem là mẹ đang làm cái gì, mà nhìn một lúc xong rồi ngáo cổ quá, xong rồi lại quay lại, nhưng mà cái độ tò mò vẫn còn cao, vẫn còn muốn biết xem là mẹ làm cái gì cho tới cùng á. Thế là vẫn cứ ngoái lại xem là mẹ làm gì. Đáng yêu lắm. Mình thì đang chọn đồ ăn cho Liam. Hôm nay thì Liam sẽ ăn đồ hộp. Cái đồ hộp mà ở trong siêu thị này á, thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn ở trong những cái video trước rồi. Hôm nay Liam sẽ ăn khoai lang. Khoai lang nghiền. Đồ chơi con bắt đầu rồi. Hôm nào mà mình có thời gian ấy thì mình sẽ tự nấu đồ ăn dặm cho con để cho con ăn dặm. Còn hôm nào mà mình bận rộn nhiều công việc, mình chưa có kịp nấu đồ ăn cho con, mà đến giờ ăn của con rồi, nên là mình phải có cái đồ hộp để chữa cháy trong những cái lúc mà đến giờ ăn của con mà mình chưa có chuẩn bị kịp đồ ăn. Nên là cái đồ hộp này cũng được cái đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là những cái sản phẩm mà dành cho trẻ em ở bên Pháp thì cực kỳ là đảm bảo an toàn, nên là mình cũng rất là yên tâm khi mà cho con ăn những cái đồ hộp này. Đây là cái bảng hướng dẫn cho con ăn dặm mà bác sĩ đã gửi mail cho mình từ lúc con được 4 tháng, để mình có thể về đọc tham khảo và học hỏi thêm để cho con ăn dặm và chăm sóc con được tốt hơn. Lúc đầu con mới bắt đầu ăn dặm, lúc 4 tháng thì mình cho con ăn chủ yếu là rau củ. Tất cả các cái loại rau củ nghiền, hấp lên hoặc là luộc lên, và lấy cái nước mà luộc và hấp lên đó mình sẽ nghiền nát ra và cho con ăn. Thì theo như cái bảng hướng dẫn này á, thì trẻ từ 4 đến 6 tháng thì con sẽ ăn từ 2 đến 4 thìa cà phê. Lúc đầu 4 tháng mới bắt đầu ăn dặm thì mình sẽ cho con ăn thử 1 đến 2 thìa cà phê thôi, 1 2 thìa rất là nhỏ thôi, sau đó thì tăng dần lên. Và maximum là cho đến 4 thìa cà phê thôi. Lúc đầu thì mình cảm thấy con ăn rất là ngon miệng, nên là mình đã cho con ăn 5, 6 thìa, 7, 8 thìa. Đó, thì sau khi mà ăn ấy thì con sẽ ăn nha. Con sẽ ăn cái đồ ăn đấy mà khi mà bạn đưa cho là con sẽ ăn, con cứ há miệng con ăn thôi. Tại vì là cái đồ ăn nó mới, nên là con cũng rất là thích thú, hào hứng và con ăn. Thì mình thấy con ăn thì mình cũng cho con ăn, mình không có làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Và cái ngày hôm đó ấy, khi mà con ăn quá nhiều thì cái bụng của con sẽ bị đầy hơi. Bởi vì khi mà mình hỏi bác sĩ ấy, thì họ nói là họ hướng dẫn là chỉ cho con ăn từ 4 đến 6 tháng thì chỉ ăn maximum là 4 thìa thôi, 4 thìa cà phê rất là nhỏ thôi. Khi mà con ăn quá 4 thìa cà phê á, thì cái dạ dày của con nó sẽ không chứa hết được, và nó sẽ dẫn đến là đầy hơi, đầy bụng, khó tiêu. Thấy con ăn ngon mà cứ há miệng ăn liên tục á, thì mình cứ thế là mình cho con ăn thôi, mình cũng không có để ý đến là mình đã cho con ăn bao nhiêu thìa. Và cuối cùng thì cả một cái buổi chiều hôm đấy là con đầy bụng mà con sẽ rất là quấy và bắt mình bế, bởi vì cái bụng của con nó bị đầy, nó khó chịu lắm. Nên là các bạn hãy làm theo đúng cái hướng dẫn mà bác sĩ chỉ dẫn. Từ 4 đến 6 tháng chỉ ăn đến từ 2 thìa cà phê rất là nhỏ cho đến 4 thìa cà phê, hoặc là các bạn có thể cho đến 5 thìa cà phê nhỏ. Bởi vì trong cái bảng hướng dẫn này họ ghi là 2 thìa cà phê đến 4 thìa súp. Thìa súp thì to hơn thìa cà phê một chút, nên là mình cứ cho con ăn đến 4-5 thìa cà phê nhỏ là vừa. Và mình cảm thấy mình nhìn con là sau khi ăn 4 thìa, 5 thìa thì con vẫn ổn. Thì lần sau mình lại tiếp tục mình cho con ăn như thế thì con sẽ không gặp vấn đề gì cả. Và không nên cho con ăn quá nhiều trong những cái lần đầu tiên, trong cái tháng đầu tiên, khi mà con được 4 tháng hoặc 5 tháng, thì không nên cho con ăn quá nhiều, quá 4-5 thìa to.
Như vậy con sẽ rất là khó chịu và khó tiêu. Từ 4 đến 6 tháng thì các bạn cũng có thể cho con ăn dặm thêm trái cây. Thì từ 4 đến 6 tháng thì con có thể ăn từ 1 cho đến 3, 4 thìa cà phê. Ví dụ như là lúc 4 tháng thì mình cho con ăn thử 1 thìa, 2 thìa trái cây nghiền nát đó. Đó, nghiền nhuyễn ra đó. Đến 5 tháng thì mình có thể tăng cái lượng thức ăn lên một chút, tăng cái lượng trái cây lên một chút. Mình tăng lên là 2 đến 3 thìa cà phê. Đó, cứ tăng dần và tăng maximum từ 4 đến 6 tháng là mình cho ăn 4 thìa cà phê là maximum. Và trẻ từ 4 đến 6 tháng thì vẫn chưa được ăn thịt cá tôm, không được ăn thịt cá tôm trước 6 tháng. Và đặc biệt là sẽ không được cho bất cứ một loại gia vị nào như là muối, tiêu hay cái gì cả. Mà mình hãy giữ nguyên cái độ ngọt của rau củ quả, giữ nguyên độ ngọt và không cho thêm đường, không cho thêm muối, không cho thêm bất cứ một thứ gì cả. Để con có thể thưởng thức được cái vị ngọt tự nhiên của trái cây, của rau củ. Yeah. Trẻ từ 4 đến 6 tháng thì chủ yếu vẫn là uống sữa mẹ hoặc là sữa công thức, vẫn là sữa là cái nguồn thức ăn, nguồn dinh dưỡng cho con trong cái độ tuổi này. Ở cái độ tuổi là từ 4 đến 6 tháng tuổi này, ăn dặm chỉ là để giúp con, thứ nhất là làm quen với một cái loại thức ăn mới, thứ hai là để giúp con có thể ngồi vững hơn, giữ đầu thẳng, lưng thẳng, thứ ba là sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay, mắt và miệng tìm kiếm thức ăn, thứ tư là cái khả năng nhai nuốt thức ăn. Đó là những cái kỹ năng mà từ cái lúc 4 đến 6 tháng là mình tập cho con. Còn cái thức ăn của con thì chủ yếu thì vẫn là sữa. Và con sẽ ăn 800ml sữa một ngày. Như Liam thì bây giờ Liam được 5 tháng. Và một ngày thì Liam uống 4 đến 5 lần. Và mỗi lần thì con sẽ uống 180ml sữa. Tùy vào cái nhu cầu của con. Sau khi mà ăn dặm xong á, thì mình sẽ dặm thêm sữa cho con. Ví dụ con ăn dặm thì sau khi mà ăn dặm xong, mình sẽ đưa cho con 120 đến 150ml sữa dặm thêm sau khi ăn cho con. Và thường thì mình sẽ cho con ăn dặm vào buổi trưa. Bởi vì bác sĩ nói với mình là nếu mà ăn dặm vào buổi tối thì con sẽ dễ bị đầy bụng, khó tiêu và sẽ khó ngủ buổi tối hơn. Nên là tốt nhất là hãy nên cho con ăn dặm vào buổi trưa. Lúc đầu mà con 4 tháng mới tập ăn á, thì mình cho con ăn từng loại thức ăn. Ví dụ như là hôm nay cho con ăn cà rốt, chỉ ăn cà rốt thôi. Ngày mai thì sẽ cho con ăn bí đỏ. Đó, thì mỗi ngày thì chỉ cho con ăn một loại thức ăn thôi, không có trộn lẫn. Khi mà con lớn hơn một chút, 5-6 tháng con đã ăn dặm quen rồi, mình biết là con thích loại nào, không thích loại nào á, thì lúc đó mình có thể mix các loại thức ăn vào với nhau. Ví dụ như là con có thể ăn cà rốt mix với bí đỏ, mình sẽ luộc hai cà rốt và bí đỏ chung và xay nhuyễn ra đó. Hoặc là bí đỏ với khoai tây đó, mình sẽ mix hai loại vào với nhau. Khi mà con đã ăn quen dần rồi thì mình mới mix hai cái loại vào với nhau. Còn lúc đầu mà con mới tập ăn ấy, thì mình sẽ cho con ăn từng loại riêng biệt. Vậy con sẽ ăn rau củ vào lúc nào và ăn trái cây vào lúc nào? Thì một ngày mình sẽ cho con ăn 4 bữa. Bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều và bữa tối. Bữa sáng và bữa tối thì con sẽ vẫn chỉ uống sữa. Với trẻ 4 đến 6 tháng thì con vẫn chỉ uống sữa. Và trẻ từ 4 đến 6 tháng thì uống từ 180 đến 210ml sữa. Bữa trưa thì mình sẽ cho con ăn ăn dặm rau củ nghiền. Và bữa chiều thì mình sẽ cho con ăn thêm trái cây hoặc là sữa chua. Sữa chua dành cho trẻ 4 tháng, có loại sữa chua dành cho trẻ 4 tháng. Nhưng mà thường thì mình cũng chỉ cho con ăn trái cây nghiền và ăn 1-2 thìa, và sẽ tăng cái số lượng lên, tăng dần số lượng lên. 4 tháng thì mình sẽ cho ăn 1-2 thìa, sau đó 5-6 tháng thì mình tăng dần lên cho ăn 3-4 thìa. Đó, thì cứ như vậy một ngày con sẽ ăn 4-5 lần và tùy vào cái nhu cầu ăn của con. Mặc dù thì con vẫn còn rất là nhỏ, mới có 5 tháng, nhưng mà mỗi lần ăn thì mình đều hướng dẫn, mình đều nói với con hôm nay mình sẽ ăn món gì và đeo yếm cho con. Thì mỗi lần mà cứ đeo yếm mà chuẩn bị ngồi vào ghế thì con sẽ biết là đến giờ ăn rồi và con sẽ nghiêm túc ăn. Đó, rất là hứng thú khi mà đến giờ ăn. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem cái video ngày hôm nay. Mong rằng một vài những cái chia sẻ nhỏ nhỏ của mình sẽ giúp ích được cho các bạn trong cái quá trình chăm sóc con của mình. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Merci beaucoup, au revoir, tạm biệt tất cả mọi người.